Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành thông tư quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, sổ đỏ, sổ hồng. Theo đó, mẫu giấy chứng nhận mới sẽ gồm một tờ có hai trang, in nền hoa văn chống đồng, màu hồng cánh sen. Tại trang 1 sẽ gồm quốc huy, quốc hiệu, dòng chữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, in màu đỏ, mã QR. Mã giấy chứng nhận, mã QR được in trên giấy chứng nhận dùng để lưu trữ, hiển thị các thông tin chi tiết của giấy chứng nhận và các thông tin để quản lý mã QR.